Vì sao Ten Hag giữ nguyên đội hình Manchester United đã thua tan nát Liverpool? Cựu danh thủ Paul Scholes cho rằng có một phương pháp đặc biệt trong sự điên rồ của Erik Ten Hag khi giữ nguyên đội hình ra sân của Manchester United ở trận thua Liverpool vào đá trận gặp Betis. Ten Hag đã không có bất kỳ một thay đổi nào trong đội hình xuất phát của Man United trong hai trận đấu gặp Liverpool tại Premier League và Real Betis tại Europa League. Nhiều người kỳ vọng huấn luyện viên người Hà Lan sẽ thực hiện những thay đổi để trừng phạt những cầu thủ thi đấu kém hiệu quả và trao cơ hội cho những người khác tỏa sáng ở vị trí của họ. Tuy nhiên, Scholes biết tại sao Ten Hag lại chọn không loại bất cứ ai. Cựu tiền vệ của Man United nói với BT Sport, tôi hơi ngạc nhiên. Họ đã chơi rất nhiều trận nhưng họ mắc nợ ông ấy sau những gì tồi tệ trong hiệp 2 trước Liverpool. Ten Hag đã không thay đổi đội hình để kiểm tra một vài cầu thủ. Ông muốn xem trong tương lai, những cầu thủ này có thể chơi cho Manchester United trong những trận đấu lớn thực sự quan trọng không. Trong khi đó, Aaron Herrera nói thêm, tôi nghĩ ông ấy đang bảo họ phải tự sửa chữa lỗi lầm sau thảm bại ở Anfield. Ten Hag cũng xác nhận rằng ông muốn kiểm tra các cầu thủ của mình. Chúng tôi muốn giành chiến thắng và tôi nghĩ rằng đây là những cầu thủ tốt nhất. Tất nhiên, họ có cơ hội để hồi phục, đây là trận đấu quan trọng nhất lúc này. Vào Chủ nhật, chúng tôi đã gặp khó khăn trước Liverpool. Nhưng chúng tôi phải lấy lại tiêu chuẩn của mình. Và thực tế đã chứng minh điều đó. Với chiến thắng tưng bừng 4-1 trước Real Betis tại lượt đi, Man United gần như đã giành vé vào tứ kết và trận lượt về có thể chỉ là thủ tục.